Thanh Tùng đứng bên trong mà cũng mong Đan Nguyên có thể hát thêm một bài. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đã bị lố cái giờ mình ký hợp đồng với rạp nửa tiếng đồng hồ rồi. Và ban tổ chức sẵn sàng trả overtime hát cho hết chương trình ngày hôm nay được không quý vị? Coi như là khán giả thương bao nhiêu thì ban tổ chức hết mình với khán giả luôn, chấp nhận overtime diễn cho xong chương trình ngày hôm nay. Xong hết chưa? Rồi, thời gian gần đây ở Việt Nam mình có một cái series phim truyền hình có tên gọi là Cô Dâu 8 tuổi, 1.800 tập, gây ồn ào cả nước. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị xem một lớp lấy ra từ cái câu chuyện chính của Cô Dâu 8 tuổi này, kịch bản của nghệ sĩ Trung Dân, được trình diễn trên sân khấu bây giờ với Cô Dâu 8 tuổi Phi Nhung cùng diễn chung với Ngọc Dầu, với Trung Dân, với Thu Trang, và đặc biệt phần trở lại của Trấn Thành. Tràng pháo tay cho Cô Dâu 8 tuổi. Zarit ơi, về đi học. Zarit, sao dậu này? Cho nhạc lớn đi. Sao dậu này? Sao dậu này âm nhạc nhâm nhạc bình... lớn lên em nhảy. Sáng sớm hai đứa tập thể dục lắc hông rồi ha. Cũng được. Lắc tới khi nào thôi dị địa điểm mà vô bệnh viện thôi. Trời ơi, bên đây đẹp quá. Trèo cổ tắt nhạc. Tắt nhạc trèo cổ rồi. Dạ đấy. Mua quá nó trèo cổ rồi. Chết cha, chứ sao bây giờ em đỡ? Hả, cái gì cưng? À, đi học. Không có đi học đâu. Tại sao không đi học? Không đi học nữa đâu. Tại sao ra rít không đi học? Cô giáo xấu à. Hả? Cô xấu học không có vô. Dạo này trí tuệ phải đi kèm chung với nhan sắc. Cô giáo đẹp học bài mới được. Thôi mà Zarit đi học nha, vợ thương. Tại vì bà nội nói là vợ không có được đi học cùng với Zarit. Dạo này vợ bị tật hả? Đâu có. Sao nói chuyện kỳ vậy? Thôi bà thơ. Không có, vợ nhũng nhẽo chứ mà làm dữ vậy. Nhũng nhẽo như bị bệnh vậy. Thơ. Nói vậy chồng mới thương. Chồng ơi. Thương bà nội, tôi nhìn với bà bệnh hoạn. Không có công kịch bản nha. Ủa kịch bản là gì? Vợ mày khùng hả? Mày nói gì vậy? Nó nghe nè chồng. Mày nói không gì? Có gì vậy? Đi học đi. Không có đi học, trời ơi. Nó nghe nè. Tôi đang nói tôi bực mình cái vụ này nè. Tại sao mà chỉ có Zarit đi học, còn Anna đi thì không đi học? Vợ phải đi học chung với chồng thì chồng mới đi học. Bà nội nói là vợ ở nhà tắm rửa cho chồng, giặt đặt đồ cho chồng, rồi dọn dẹp nhà cửa, rót nước cho bà nội uống. Không riết có. Rồi đó. Chồng cảm thấy chồng giống như con chó của Anna đi vậy đó. Tắm giùm, mặc đồ giùm, giặt đồ giùm, mặc cái gì đẹp ra đường. Khổ vậy, tôi giống như một con sủng vật. Đâu có, bà nội biểu vợ làm mà. Mà tại sao bà nội không cho Anna đi học? Thì đó, bà nội nói con gái không có được học nhiều ngu. Khoan, cái này nó hơi ngược nha. Không được học nhiều nó ngu hả? Mày nghĩ mày không học chắc mày khôn mà. Không có, bà nội nói chứ em đâu có biết. Nói ngày nào Zarit đi học. Zarit đi học quá. Bây giờ ta tức quá, ta phải kêu bà nội ra đi nói chuyện cho ra lẽ. Khoan đã, để vợ nói nè. Vợ nói là Zarit á đi học á không có được chơi với đám bạn bè, không có được coi mấy cái hình gì bậy bạ. Ngày hôm qua Zarit đem về cho vợ coi cái hình gì mà nó không có mặc đồ gì hết, vợ hết hồn luôn. Hình nào ta? Hình mà chồng nói là Playboy gì á. Tạp chí Playboy à? Đúng rồi. Bên vợ Ấn sợ Độ lắm. Bên Ấn Độ có bán cái loại đó sao? Đâu biết, chồng đưa về đó. Ta có đem về sao? Chưa đâu. Dạo này chơi với mấy đứa bạn bè
hư thúi nó cứ dạy bậy dạy bạ chơi thằng Đan Nguyên với Dương Triệu Vũ. Nó cứ đưa ba cái đồ bậy bạ rồi nó nói hình nghệ thuật, hình chụp phải thấy cái rúng mới nghệ thuật. Thì đừng chồng đừng chơi nó nữa, hai thằng đó ghê lắm. Lần sau không chơi nó chơi với Liên Đen. À, bây giờ ta phải nói chuyện với bà nội, ta không thể để cho nàng ngu như vậy được, phải đi học. Bà nội phải đối xử công bằng với nam và nữ. Tại không được đâu, đừng do rớt. Ấy, để ta. Bà nội, bà nội, bà nội, bà nội, bà nội, chết gì bà nội, bà nội. Trời ơi, như bà tiên ghét nha. Sao mày tát? Ê kẹo kéo một lần nữa tao đập bể xe mày nghe mày. Ngày nào muốn canh bà nội tao ra cái mày mở nhạc hả? Thôi bữa nay tại sao Garrick không đi học chứ hả? Bà nội vẫn thấy bà nội đẹp quá hay. Bà nội bận đồ phối đồ màu nhu ghê vậy đó, thương ghê nè. Dạ con này. Cái gì vậy? Tại sao? Đừng chửi vợ con. Anh ơi, cái gì? Tại sao không cổng chồng đi học? Con còng chồng mới cho con cổng. Chứ cưới người về đây từ 8 tuổi tới bây giờ làm cái gì? Hả? Bà nội. Phải cổng đó. Khổ quá, bà nội cứ hạch sách vợ con hoài. Bà nội đứng gần lại đi, đứng gần lại đi. Rồi con sẽ cho ngoài nội thấy là nội phải yêu thương vợ con như thế nào. Tại sao? Con không ngờ nội với vợ con cao bằng nhau. Trời mày ơi, bữa nay đứng gần con mới phát hiện. Mày nín đi chưa? Hai đứa chiều cao ngang nhau, tại sao lại hạch sách nhau làm gì? Dạ rớt. Cái gì? Trong nhà này. Trong nhà này cái gì? Cưới người ta từ năm người ta 8 tuổi, bà nội tảo hôn lúc đó con 10 tuổi, con chưa có làm được cái gì. Năm nay con vợ con 18 tuổi rồi, con canh đêm nay con đập thùng đó. À, mày cứ nói tầm bậy tầm bạ hoài. Không phải. Mày đẹp thùng mà lại đẹp gì? Chứ bà nội tự nhiên không cho người ta đi học, rồi nó ngu nó làm tầm bậy tầm bạ làm sao? Không học được. Nó đi học rồi nó biết chữ rồi nó viết thơ cho trai. Mày biết không? Bà nội mới bậy. Nó viết thơ cho trai gì? Nó cả đời nó có biết trai là cái gì đâu. Nó chỉ biết có một mình con thôi. Con là cái thằng nhận thư nè. Nó viết thư cho con. Thì bởi vậy con nhận thư và con mới là cái người nạn nhân đi nè. Viết thư nó nói gì? Bị gì bà đâu có biết chữ đâu. À. Bà gửi thư bà không có để dấu. Bà viết bằng ngôn ngữ Latin. Con mới bị ảnh hưởng hết đi nè. Hôm bữa con hỏi bà là em ơi em đang ở đâu? Nó nhắn một dòng chữ nho nhỏ con đọc sao ra. Em đang cởi quần anh nhớ mang bao qua. Trời ơi. Mày điên rồi Kha. Thì bởi vậy con mới quan, con mới hoang mang. Cô mới hỏi vợ tại sao em nhắn cái gì mà bậy bạ dữ vậy. Nó nói không có anh ơi, viết không có bỏ dấu. Em nói là em đang coi quán anh nhớ mang báo qua. Mẹ coi quán không bỏ dấu tưởng cởi quần không đó. Mày điên quá rồi Garrick à. Tại vì cái con này mà mày điên như vậy, bữa nay tao phải đánh nó. Đánh nó để cho nó chừa tất cả những cái gì như mày tru cái gì mà bà nội tao đột quỵ luôn kìa. Hả? Mày mới làm gì vậy vợ? Không. Mày khóc gì thế ghê vậy? Mày khóc lại anh nghe coi. Ở nhà này. Nè. Mày khóc như dông nào về hiện về mày. Không mày vậy bà nội mới thương. Bà xuống tăng sông luôn rồi kìa. Tội nghiệp bà nội tao, bà nhảy một hồi nữa bà đã lùn rồi, bà còn múa rồi. Ai đẻ mày cơ thế hả? Má con. Má con mày, mà... mày, ở nhà này mày cứ nói hết người này cao tới người kia lùn. Tao đưa mày đi học một khóa để cho mày biết thế nào là lễ độ. Thôi bây giờ mà mày cười gì mày cười hoài con điên kia. Ê con này đi ra khỏi nhà. Hả? Bà nội đừng đuổi. Không. Bây giờ tao đã cưới vợ khác. Khóc nữa nha, rồi. Khóc nữa nha. Nè. Khóc hoài. Cái gì? Không có khóc nữa, mày khóc tao ngã tao chết à.
bây giờ tao đã cưới vợ cho mày khác rồi. Cái gì kỳ vậy? À, tao cưới... không có cần vợ khác. Tao cưới một con hàng xóm, bây giờ con này nó khóc hoài tao chết. Bây giờ cưới con gì? Tao cưới con ô môi. Ủa, không cái phải gì vậy? Không phải. Có gì cưới ô môi? Tao cưới con ô mai. Không phải. Bán ô mai thì kêu bán ô môi. Cưới con ô ly. Đúng rồi. Ô ly. Mày từ từ tao giải quyết, mày khóc mà chết chứ mặt tao. Ô ly. Bình cái mặt mày lại, mày bình cái mặt mày lại luôn đi. Ô ly. Dạ. Ê, thôi, dừng lại con đà điểu kia. Mày có biết cái tay mày tán gần ngã ba tao lắm không mày? Nha, mày mà sải tay có nhiều cái rớt xuống lắm đó. Nha. Đấy. Mày đừng có chơi bóng bàn quen tay nha mày. Đi đâu mà có đây? Ông ơi. Ủa, ông đi. Từ đâu mà xông vô nhà người ta như cô hồn vậy? Trời ơi. Bà nội ơi, con nghi là cưới con là về tối nó cắn con chạy nọc đó. Con đàng hoàng con nói chuyện với chồng con đi. Dạ. Ô ly. Nói. Trời ơi, tôi đừng cười nó. Trời mà. Trời ơi, nó như con phù thủy vậy, nó cười hoài. Trời ơi, hai chị em nó nói chuyện nhau kìa, trời ơi trời. Không lẽ tụi nó cùng ngôn ngữ. Nói đi. Nói gì nói đi. Dạ. Cái nghiệp một cái con khóc thêm một con qua đãi gạo nữa, trời ơi trời. Chắc tôi chết quá. Bây giờ nói chuyện cho đàng hoàng một chút, con nhão quá đi. Trời ơi, bà chị... nội ơi, bà nội nói với con á là mình là con gái, mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ thì chồng mới cưng. Đúng rồi, nhưng mà điều con nói bình thường lại chút. Nói bình thường. Bình thường hả nội? Nói ngắn ngắn lại à. Dạ. Em là vợ rồi, sắp cưới anh ơi, quẹo lửa luôn anh ơi. Thôi. Con này nó có cái hơi hướng của lô tô ha. Nội ơi, sao cái con này hồi xưa nó xuất xứ ở hội chợ nè. Tại sao một cái con hàng lâm học viện không lựa lựa cái con hàng chợ quẹo lửa vậy? Nội ơi, sao chồng con chê con kìa nội. Con nói bình thường lại. Nội, chồng con chê con cười. Thôi. Mày điên quá, không có được đâu, không có chịu vậy đâu. Cái con này chắc đưa nó vô làm bia tập bắn cho người ta quá thiệt. Thôi nín đi cho mày quá à. Bắn em hả anh? Thôi, như nó khùng á. Nó khùng chắc bà luôn. Bà nội cũng khùng hay sao bà nội mới... Hả? Đi ra khỏi nhà. Trời ơi luôn. Đi. Khóc quá. Tài, đến. Nội. Đừng có ghẹo nó khóc nữa. Cái gì vậy nội? Nó khóc là tao chết. Bây giờ nó khóc như là một cái con rồng gì từ trên cao nó xuống nó lấy nước. Bây giờ tao nói nghe, mày đó tại vì mày hết trơn á. Cái gì? Bây giờ một con phải lấy con này. Dạ. Không. Bà nội ơi, không có lấy nó được. Bây giờ con yêu vợ con tự nhiên bắt lấy con này là sao? Con này không thể ở trong nhà này được. Không được. Tao sẽ kêu ba mày qua chống cổ mày về. Trời đất ơi. Ba cổ con ơi, xin cái này. Ê, tao nhét cái cùi cho mày ngậm ngang. Cái miệng mày phải ngậm một cái gì đó mày mới không khóc được phải không? Mày muốn ngậm cái gì mày nói. Không ngậm gì. Không ba gì. Yeah, cái miệng này lư luôn nha. Ba của... Để từ từ tôi giải quyết. Ba của Santana đâu? Santana. Đi. Đem con ông về. Đem con ông về khỏi nhà này. Tôi không có để cho một đứa con mà rú lên trong nhà tôi được. Tôi mới bước qua tôi đâu có nói gì đâu. Tự nhiên chúa mối qua đây là trời.
chủ mối nào? Bà tôi chứ bà đuổi tôi làm sao? Bà nói gì tôi không hiểu gì hết trơn. Đi ra đem con ông về. Bà nội ơi, để con nói chuyện với cha vợ của con. Ủa sao tự nhiên đuổi con gái của cha gì vậy con? Con hả? Xin lỗi nhạc cụ. Cái gì nhạc cụ? Lộn nhạc phụ. Nhạc phụ nó lộn nhạc cụ. Con nói nghe, nhạc phụ nghe. Chuyện kể ra đau lòng lắm. Nói đi đại đi. Hết nhạc... giờ. Hả? Nhạc cụ biết sao không? Số là bà này là bà nhạc sến. Cái bà thỉnh con nhạc rap về gả cho nhạc rock. Mà nhạc rock thích con nhạc vàng. Thì bây giờ nhạc phụ làm sao cho con nhạc vàng về là với nhạc rock để đẩy nhạc rap ra dập luôn bà nhạc sến. Rồi vậy đi. Hiểu chưa? Mày nói nếu mà cái chuyện này mà tao làm không xong chắc tao vô dàn nhạc đám ma luôn á. Bây giờ mày muốn nói cái gì? Bây giờ để con bây giờ mày giải thích cho mày tại sao đuổi con gái tao, con mắm ở đâu vậy? Lùi lại. Bây giờ con dùng cái tiếng của dòng họ Ấn Độ của con nói chuyện với bà nội con thương thảo xíu. Nói. Samrai tu tu para tu tu kham kham. Tum rai tu ta ba kham phua. Nó nói gì vậy? Nó nói lại bà làm ơn đừng có kêu nó cưới vợ nhỏ. Samrai ta. Samrai tu tak pek tu mra tu tu tek tek tu 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 mra tek tek tu. Nó nói gì tét tủn là gì? Nó nói là nó đã mất kinh với con nhỏ này rồi. Cái gì vậy? Trời ơi! Mày bà! Thì mày có nói tét tủn đó. Trời đất ơi! Dịch đúng tâm lý mày mà. Ai coi, ai coi. Ai rửa tụi bay nói cái gì? Ai coi. Ai coi. Ý nó nói bà là con quỷ già. Bà cái tướng bà giống như thịt kho hột vịt vậy đó. Trời ơi! Người ta nói hai chữ trời ơi, ông dịch cái gì tụi mày mà các bạn? Thì tao dịch đúng tâm lý của mày mà. Trời đất ơi, con không có nói vậy bà nội. Giờ mày với lại cha vợ mày chửi nhau đi. Dạ, xong rồi, bây giờ xong rồi, cái nào cả cái du mà ra tao đạp nhạc cái nào có du à. Nó nói bà thế nào cũng bị xe lửa ăn á. Trời ơi, cái gì mà nói ghê vậy? Bà nói cái gì? Hả? Bây giờ bà bị dám đụng tới tôi không? Ông xích mo lại đây tôi đi. Tôi nói cho bà biết nghe, bà cưới con gái tôi lúc 8 tuổi. Bà tảo hôn là cái chuyện mà tôi ức hiếp lắm rồi. Bây giờ tự nhiên bà cưới vợ khác cho thằng rể tôi là sao? Bà muốn đàn áp gia đình tôi hả? Ông dán cái áo ông lên tôi coi nào. Đừng chuẩn bị, không bắt nha. Không dán vậy nè. Ngon hả? Sao quýnh vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chào luôn. Chào luôn, chào luôn. Chào luôn, chào luôn. Cái gì? Trời đất ơi, có con này. Ông ngồi lên. Mày làm gì mày? Cái gì vậy? Trời ơi! Trời đất ơi! Ông nội ơi, tôi bị đĩa đeo hả trời? Ba! Dạ, con ba lại coi con coi! Đừng có sợ, để tao! Bây giờ mày muốn quýnh không? Tao săn lên nè! Chơi su môn với bà luôn nè! Đi! Có kèn có gì vậy? Già rồi mà đi đâu mang giới rõ vậy chứ hả? Đây con lại dòng họ ta? Đi ra khỏi nha. Trời ơi, con lại gia môn bất hạnh mà có một cái chuyện nhỏ vậy mà quýnh lộn. Quýnh cái gì? Hai bên tương tàn. Tao có nói gì đâu bà nội, mày ức hiếp quá trời quá đất luôn. Bây giờ tao nói thiệt, bây giờ tôi đậu giống bà đâu nè đó. Bây giờ bà muốn gì chơi nữa nè? Bây giờ tôi nói hả? Tôi nói chơi kiểu nào? Ê, hả? Từ bây giờ hỏi nó bây giờ mày thấy chưa? Trời ơi, mày thấy chưa? Có Anna đi, mày thấy người ta khi dễ mình chưa? Bây giờ đuổi mày đi về, đi về, đuổi mày về đi, sao lì quá vậy? Mày khóc hoài. Đi về nghe con mà... không về. Tại sao mày không về? Con có bầu rồi. Hả? Điên khùng. Có con cháu dâu gì khùng điên. Từ. Rồi bây giờ thằng cha già này qua đây. Cha già mắc dịch. Bây giờ nó có bầu rồi bà lỡ bà đuổi nó hả? Không. Bây giờ nó có bầu, tôi thương nó hả? Nhưng đem đi siêu âm liền.
nếu là con trai thì tôi sẽ giữ cháu dâu với cháu tôi lại. Còn con gái ra khỏi nhà. Trời đất ơi, trời đất ơi. Con này. Ê, bà trọng nam khinh nữ hả bà? Dạ không. Từ từ. Vậy đi. Để con khám nghiệm tử thi xong rồi nói tiếp gì mày. Trời đất ơi. Lộn chết hồng nào mày khám nghiệm tử thi mày. Siêu âm, siêu âm. Mày siêu âm đi. Trời giống bà luôn siêu này đó. Siêu luôn hả? Sao rồi? Không không, ta khám thôi. Sao rồi? Bà nội ơi. Sao? Xin mừng tin. Soi prap tap tap chun kham rai ka prak ku ta ta ba ta ba ta ra to ku ta ta ra ti do ku ra ba ta ba ta ku ha. Bà hiểu không? Tôi rất mừng. Nó nói là đứa con trong bụng nó có trái chuối cao. Không, kế bên có hai trái cao nữa. Là con trai. Con trai đó. Đúng rồi. Bôi. Cha già mắc dịch. Hả? Con cu chứ có trái cao gì hả? Ai nói cái gì? Bây giờ nếu là con trai như vậy thì tôi sẽ giữ cháu tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi Phật trời. Hãy tha thứ cho tôi. Cái gì vậy? Thần Linh ơi. Thần Linh. Bây giờ hãy đúng rồi. Hãy cảm ơn Hoài Linh. Hãy lộn Thần Linh. Cảm ơn Thần Linh. Không. Hãy phù hộ. Bây giờ anh anh bây giờ anh đi về ngay lập tức. Anh sửa soạn để cho con của anh làm một cái gì? Bây giờ con này là sao? Nội ơi, còn con nội. Con đi ra khỏi nhà. Ủa? Trời ơi, sao tỉnh bơ vậy? Nội ơi, không có tỉnh bơ là gì? Cháu của tôi nó có thằng cu rồi. Thì bây giờ ở đây là gia đình tôi. Cô là Dư. Cô là khi nào mà tôi thấy không ngon có con thì tôi mới cưới về. Chính còn xác. Bây giờ mày như con chuột lép. Mày đi. Nội ơi. Nội nói là nội thương con, nội cưới con cho cháu của nội, bây giờ nội đuổi con. Tao thương nhưng mà khi nào con tao nó không có chữa kìa. Bây giờ nó có chữa rồi đi ra khỏi nhà. Nội đuổi con. Đi ra khỏi nhà. Nội đuổi con. Đi ra khỏi nhà. Bà đuổi thôi. Nè, nó nói cho biết hay chưa? Bà đừng có báo cá tôi nha, bà nói là bà để tôi trong nhà này. Đừng làm chủ ở nhà này, giờ bà có được rồi, giờ bà đuổi nó ra khỏi nhà. Bà cứ hướng cái dòng họ của bà á. Thật thôi, bà nè, thật coi. Gì? Hả? Coi chừng nào té nè. Mày thúi quá. Mày chưa đánh răng mà mày phà cho tao hoài. Chồng chửi nó đi. Cái miệng của mày chắc lành lắm mà. Sao cái em nó ơi. Sai rồi. Sao cái miệng này. Sai mà sai. Trời ơi. Trời ơi, nó văng đầy mặt rồi. Thôi. Chắc tôi chết với nó quá. Bây giờ mày ra khỏi sao? Ra khỏi nhà đi. Bây giờ quýnh lộn ra. À, mày cười mày thách ai? Bây giờ tao nói chuyện mày thách tao đánh lộn hả? Mày thách mày chưa từng thách ai mày vô nhà này mày quậy hả mày? Thôi. Mày chuẩn bị. Trời ơi, mày quýnh tôi đâu. Ê, chạy. Ở chỗ đó mày chạy. Mày cứu con. Là cánh gà chiên nước mắm đại pháp chưa? Mày đã dính trưởng của bà rồi hả mày? Mày còn ngất ngư phải không? Được bà nội ơi nắp bị xỉu ta. Thử trọn vẹn đi con. 1, 2, 3. Chết luôn. Sao đây? Lấy khăn tẩn nó luôn. Ba, chồng với chồng bà nội bị hơi nắp nên nó xỉu. Trời ơi. Trời ơi con ơi con nói bậy quá. Bà con nội con thấy không? Quá. Không cho nó đi học nó ăn nói ngu như vậy ăn đó. Ăn nói ngu thơ cũng được. Bây giờ nó có sanh cho con một thằng con trai được rồi. Dạ. Để cho bà tính. Bà nội nói con nói nghe nè. Bà nội nếu mà bà nội con có bầu mà bà nội mà chửi con rồi con quýnh cái bầu nó. Trời ơi. Không có đáng nữa. Cháu ngoại. Bây giờ con này lấy thằng này. Dạ. Con này lấy thằng này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chí Tài, Huy, Nguyễn Thanh Huy. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây tham gia trong live show của Vi Nhung. Và không biết nói gì hơn là cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Trấn Thành hy vọng là sẽ có nhiều dịp nữa có thể gặp lại quý vị cùng với toàn thể anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. I love you. Cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị luôn. Người mà mấy tháng trời
chịu cực chịu khổ lo cho live show Phi Nhung ở Nam Cali đây. Ông bầu trẻ Nguyễn Thanh Huy kết hợp với chị Liên từ Houston. Chúc mừng em. Và xin mời chị Liên. Liên ơi, Liên còn dạ, đi không? Liên, cơm gà Houston mà Phi Nhung mới. Đang Nguyên còn đi không? Đang Nguyên. Dương Triệu Phủ còn đi không? Liên. Đây. Và xin mời Diễm Phạm ở trung tâm Star Moon từ bên Việt Nam qua. Diễm ơi, ra đây Diễm. Ta đây chào khán giả. Đây là bà bầu của em, bà Liên đen. Liên bông bưởi. Liên bông bưởi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ngày hôm nay đã đến đây rất là đông và hẹn gặp lại quý vị một lần sau nhiều nhất nha. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại. Good night, quận Cam.